các bạn. Giữa vụ hôm nay, họ chồng là Hojita, chúng tôi vẫn có điều kiện ở lại triển lãm Ninh Bình. Thì chúng tôi ở đây từ hôm 12, hôm nay là chiều ngày 20 rồi. Còn quay được 3 ngày nữa, mới tiếp các bạn được 3 ngày nữa. Đến sáng ngày 24 là bế mạc và đã chuyển đồ các thứ rồi. Bận không làm được gì. Các bạn mà tới ở đây thì mời qua cho chúng tôi nhé. Cái khu giới thiệu và bán sản phẩm Trầm Hương Đá Cảnh Đá Phong Thủy sát bên không phải của ban tổ chức ấy. Đó. Bây giờ đầu chiều đang nắng, anh em ít vắng. Tôi tranh thủ tôi quay cho các bạn. Thì trong clip này tôi sẽ dồn tôi quay hàng này nhé, giới thiệu tổng thể cho các bạn. Bây giờ có gió chút là mát. Đây là một cây si. Tác phẩm có tên là, ở đây không đặt tên, của anh Vũ Tuấn Lộc Hải Dương, số điện thoại là 0919 989 868. Một cây si búp hồng của anh Lộc Hải Dương. Cây này thì đã bán hoàn thiện này. Đó, tiếp một cây mai chiếu thủy có tên là Thiên Cổ Kỳ Huyền của Vũ Tuấn Quảng, câu lạc bộ Thành Đông, số điện thoại là 0919 989 268. Câu lạc bộ Thành Đông, Hải Dương này. Một cây mai chiếu thủy nắng thế này mà vẫn có khá nhiều anh em xem cây. Nói chung là phải nói là mọi người cũng rất yêu cây. Đây là một tác phẩm La Hán. Của anh hơi mở. Trần Tùng Vinh, Hải Dương, số điện thoại là 0919 989 6 868. Đây là tác phẩm La Hán. Cái bóng cây này nó phải làm bên này. Ok. Thì nó lại có đẹp đi chứ. Dạ. Là một cây mai chiếu thủy có tên là Vạn Cổ. Cái gì đây? Vạn Cổ. Chịu, tôi không đọc được luôn. Nên để nghĩ anh em là chơi chữ cũng phải để cho khách đọc được. Chả được. Chịu. Của anh Vũ Tuấn Điểm, Hải Dương, số điện thoại là 0919 989 868. Đây cũng là một tác phẩm mai chiếu thủy trực. Các bác ấy dùng chữ thư pháp nhưng mà chả đọc nổi. Đây là của tác phẩm của Trần Tùng Vinh, Hải Dương. Đây, anh em Hải Dương bên này cũng đâm, bên kia là bác Cường Thóc, bên này của anh Lộc, anh Vinh. Đây là tác phẩm xanh của Vũ Tuấn Khánh, Hải Dương, số điện thoại là 0919 989 868. Ốp, mấy các bác tên khác nhau mà số điện thoại đúng nhau thế nhỉ. Đây là cây tác phẩm si à, xanh trực của Mai Công Định có tên là Con Tam Đa Cha Ngũ Phúc, số điện thoại là 0934 368 288. Con Tam Đa Cha Ngũ Phúc tức là cây con, cái tử làm theo thế Tam Đa
cha làm theo thế ngũ phúc. Cái thế tam đa và thế ngũ phúc thì tôi cũng đã làm nội dung về các cái dáng thế của cây cảnh nghệ thuật, các bạn có thể tham khảo. Quay quay là sau trước, mặt trước quay sau, quay ngược. Đây tác phẩm Xanh Nam Điền của Trần Toán, số điện thoại là 0982 818 671. Nếu mà tôi đọc sai số thì các bạn thông cảm nhé, tại vì mở bây giờ mở bên ban tổ chức anh em viết nhưng mà viết dùng cái mực hơi chán. Đây là tác phẩm Sinh Phúc của Tâm Phạm, số điện thoại là 0913 699 280. Sinh Phúc Tâm Phạm là Ninh Bơ ở Hà Nam, chỗ Phú Lý. Tác phẩm Sinh Phúc. Đây các bạn nhìn, trời nắng, anh em đội ô, nhiều anh em còn đồ trần vẫn đi xem cây bình thường. Thế mới là dân yêu cây. Đây là tác phẩm Cây Si Cổ của Dương Nam Định, số điện thoại là 0919 165 158. Tôi quay như này các bạn chỉ xem được overview thôi. Thế còn các bạn mà muốn chi tiết cây nào thì các bạn đến trực tiếp, hoặc là các bạn có thể search trên kênh nhé. Những cái cây mà có tên thì phần lớn có trên kênh. Còn nếu mà cây mà không có tên thì tôi lại không quay. Đây tác phẩm là Lão Mộc Xuyên Sơn của nhà vườn Thinh Chọc, số điện thoại là 0982 191 569. Lão Mộc Xuyên Sơn. Bởi vì cây mà không có tên ấy, thì cứ là cây xanh với cây si. Thế ra là chả có gì để gợi nhớ. Đâm ra là tôi hầu như tôi không quay. Trừ trường là cái cốt nào mà tôi thấy thích lắm ấy, thì tôi mới quay. Thế nên các bác mà mang cây triển lãm cố gắng mà đặt được cho cây mình một cái tên nhá. Đây là tác phẩm Tùng Kim Cương của nhà vườn Đình Phúc, số điện thoại là 0968 886 888 ở Hải An, Hải Phòng. Dòng này là nhập khẩu. La Hán mà nhập khẩu thân nó khác hoàn toàn với La Hán của Việt Nam. Thân rất trơn. La Hán Bắc là thân vỡ, bền cây. Tác phẩm này có tên là Xanh Quê Vũ Đình Phúc, số điện thoại là 0968 886 888. Một cây ôm đá thấm thủy, thả nước. Tác phẩm này đây là một cây xanh trực của Đức Ân, số điện thoại là 0913 208466. Cây này khá dài, hoàn thiện, đồng bộ từ bể đá rồi đôn kê đá, là một cục đá nguyên khối tự nhiên đẹp nghệ thuật. Đây là tác phẩm có tên Trực Lập Vọng Vân, cũng của Đức Ân, một là cây xanh trực. Cây này không biết là có phải phôi ngày xưa nguồn gốc của chỗ bác Đồng Văn Tập ở dưới Phú Xuyên. Tôi nhìn quen lắm. Cái thời 2007, 2008, 2009 tôi dẫn đoàn
đội gọi là đội miền Bắc của diễn đàn cây gậy Việt Nam đi giao lưu. Tôi nhớ là có một cái cốt của bác Đồng Văn Tập giống nhỉ. Đây là xanh Nam Điền của Ngọc Huy, số điện thoại là 0977 602 302. Các bác mà không đặt tên cây ấy, là anh em truyền thông rất khó nhá, không biết truyền thông kiểu gì luôn. Chả nhẽ lại cứ bảo là cây xanh của anh Ngọc Huy à? Đúng không? Biết cây nào? Vườn anh Ngọc Huy có khi có đến, nếu mà tôi chưa đến, nhưng mà nếu mà vườn mà to to chút có khi đơn vị cả trăm cây, biết cây nào là cây nào, đúng không? Nên các bác phải đặt lấy cái tên. Đây, cây xanh của nhà vườn Phúc Vui, 0982 637 383. Thế nên là các bác mà có bảo giới truyền thông anh em chúng tôi mà những cái cây mà không có tên, tác phẩm mà không có tên, chúng tôi không quay, chúng tôi không truyền thông là đúng. Rồi biết truyền thông kiểu gì, đúng không? Đây. Một cây xanh hai thân trực hoành. Của anh Thịnh ASEAN, số điện thoại là 0393 95 5555. Đây, cây khá già, anh đang gài đá. Gài đá để tạo hình cái rễ. Đây là cây xanh là mỏng của chú Triệu Khắc Thủy, số điện thoại là 0978 989 895. Một là cây xanh là mỏng. Xanh nào óng lá đẹp, nhưng mà cái thân nó lâu lên tem. Đấy, cây này cực kỳ nhiều tuổi. Đấy, các bạn nhìn nu, thế nhưng mà cái màu da này nó trắng bật. Đấy, trên này nó nhăn như này là nó rất già nhá. Thế nhưng mà các bạn nhìn màu da này. Nên đấy lý do tại sao các bạn biết là Nam Điền nó là gọi là giống xanh đầu bảng của cái nghệ thuật chính là vậy. Đây là tác phẩm Đại Lão Tọa Sơn của Đoàn Văn Dũng, số điện thoại là 0913342072. Đại Lão Tọa Sơn. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 thì tổ tư vấn kỹ thuật chúng tôi sẽ đi vào hoạt động. Thì mục tiêu chúng tôi lập ra tổ này là để hỗ trợ các bạn hoàn thiện các cái cốt phôi trời trưởng thành các cái tác phẩm trong tương lai. Để làm việc ấy, thì các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc là email ở cái phần thông tin kênh ấy. Các bạn sẽ gửi các cái ảnh chụp rồi các cái clip quay xung quanh ngắn, chúng tôi sẽ đánh giá. Nếu phôi tiềm năng thì chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn và mời các bạn lên trên vườn ở Đông Y Thanh Trì Hà Nội, và chúng ta sẽ bàn lên phương án về chủ động các bạn làm. Nếu các bạn không làm được thì chúng tôi sẽ hỗ trợ làm cho các bạn. Chi phí thì giai đoạn hỗ trợ tư vấn sẽ là miễn phí, thế còn về các bạn làm theo phương án ấy mà ổn thì lúc chúng ta sẽ bàn sau. Hy vọng là chúng tôi sẽ đóng góp được một phần trình độ để cùng các bạn hoàn thiện các tác phẩm trong tương lai. Đó, thế là tôi quay xong cái hàng này này. Được 1, 2, 3, 4, 5, 5 hàng rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các cái sau. Xin chào.